Sơn Dũng ơi, mến chào quý cô chú chị, quý vị khán giả, quý nhà hảo tâm mình từ quân trong và ngoài nước thân mến. Dạ vâng, hôm nay là sáng ngày 30 tháng 8 2023. Sơn Dũng đã có mặt tại phòng chẩn tỷ y học cổ truyền yêu thương cho con của cha Tường tại địa chỉ số 94 ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Dạ. Trên tay Dũng đây, đó là danh sách 13 bệnh nhân mà trong thời gian điều trị ở cha Tường đã có những kết quả cao, từ những khối u ác tính đã trở về lành tính. Và ngồi kế bên Sơn Dũng đây, đó là anh Trần Như Thảo, 47 tuổi ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, anh bị ca tuyến giáp. Và thưa quý vị, cái ca tuyến giáp của anh này, cái khối u đó nó đã như thế nào và ra làm sao thì xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện sau đây. Chúng con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, Cầu Ngang có một ông thầy chữa bệnh không người rất hay. Dạ, xin chào anh Thảo. Dạ, chào anh Xuân Dũng. Dạ, được cái ủy quyền của cha Tường, dạ, và được sự chỉ đạo của cha Tường thì Xuân Dũng sẽ là phỏng vấn tất cả những 13 bệnh nhân mà trong thời gian điều trị ở cha mà đang có những cái kết quả điều trị có rất là tốt ở đây. Dạ, thì trong đó có anh, thì anh có cảm xúc như thế nào khi mà hôm nay được trò chuyện cùng với Xuân Dũng ở đây ạ? Dạ, rất là thoải mái rồi. Thoải mái. Dạ. Mới xuống là cha thì sáng. Dạ. Nhưng mà có được cái kết quả mà siêu âm tổng quát ở dưới hoàn hảo là rất mừng. Dạ. Dạ. Siêu âm có xét nghiệm lại không ạ? Xét nghiệm máu không? Dạ. Chụp X quang. Dạ. Siêu âm phổi. Dạ. Đầy đủ hết. Dạ. Anh Trần Như Thảo nhập viện vào ngày 22 tháng 5. Dạ. Thì đến ngày hôm nay nữa thì anh cũng hơn 3 tháng. Đúng anh? 86 ngày anh. Về được 10 ngày rồi. À, tức là nhưng mà đến thời điểm bây giờ anh về anh cũng phải điều trị chứ, anh đâu phải ngừng điều trị đâu. Đúng không? Dạ. Tức là đến ngày hôm nay là 30 tháng 8 mà anh nhập viện là ngày 22 tháng 5. Thì có nghĩa rằng là anh hơn 3 tháng rồi. Cái thời gian mà anh được điều trị được điều trị theo cái phác đồ của cha Tường là hơn 3 tháng. 3 tháng 10 ngày. Dạ, 3 tháng 10 ngày. Thưa các nhà, thưa quý vị, theo thông tin từ phòng khám cho biết rằng là đợt vừa rồi thầy Thanh đã cho anh Thảo đi khám tổng quát quý vị ha. Dạ. Thì được biết rằng là cái ca tuyến giáp của anh nó đã trở về lành tính. Dấu hiệu dấu ấn ung thư nó không còn nữa. Đó là kết luận của từ những cái chỉ số mà anh đi khám mang lại chứ quý vị. Đó. Thì cũng thay mặt cha phòng khám và mọi người xin chúc mừng anh ha. Dạ. Chúc mừng anh trước. Dạ. Dạ. Cảm ơn cha và các thầy. Dạ. Dạ thưa anh Thảo, trong quá trình hơn 3 tháng điều trị ở chỗ cha Tường. Dạ. Thì anh được cha và các thầy ở đây điều trị và cho ăn uống như thế nào, anh có thể chia sẻ cho cộng đồng mạng cũng như các bệnh nhân khác được biết ạ? Dạ. Dạ. Kính thưa cộng đồng mạng, kính thưa các cô chú, cô bác ở đây. Nói chung trong cái phát đồ mà trong 3 tháng chữa lây cho Tường á, thì theo cái phát đồ là ăn cháo nano. Dạ. Với uống trà thảo dược. Dạ. Ngày 3 lần. Dạ. Đó, ngoài ra là được ăn củ quả, không được ăn động vật. À, dạ, không ăn. Dạ. Dạ. Đó là củ quả là được ăn thoải mái. Dạ. Dạ. Cháo thì ăn ngày 3 lít. 3 lít. Dạ. Dạ. Đó, suốt từ hồi mới vào là tới giờ. Dạ. 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 Tôi sẽ dùng hỏi rằng là cái những cái triệu chứng của anh trước khi mà anh từ thành phố Hồ Chí Minh xuống cha điều trị á, lúc dạ, mà anh bị mắc căn bệnh này thì đó là những triệu chứng như thế nào trong cơ thể mình ạ? À? Dạ. Dạ. Đi siêu âm ở dưới bệnh viện là bác sĩ kết luận là bị u tuyến giáp. Dạ. Dạ. U ác hay u lành? U ác. U ác. U ác tính. Bên thùy trái. Dạ. Quốc tính thì trái. Dạ. Dạ. Anh còn bị những cái bệnh nền gì không? Bị chung là huyết áp. Huyết áp. Dạ. Dạ. Áp cao 140. Wow, vậy hả? Dạ. Dạ. Chung bữa nay là về ổn định, huyết áp ổn định rồi. Huyết áp cũng ổn định. Dạ. Dạ. 127. Dạ. Dạ. Trong cái hồ sơ của anh thì anh còn bị viêm gan nữa. Dạ, viêm gan. Dạ.
Nhưng mà mọi người biết đấy, cái lá xà đen nó cực kỳ hay. Yeah. À, tất cả những người mà bị về vấn đề về gan, gan nhiễm mỡ thì riêng cái lá xà đen nó cũng đã hiện xử lý rất tốt rồi. Yeah. Thế nên cái trà tháo dược của cha khi mà điều trị cho những bệnh nhân bị ung thư đây thì vô tình cái nội tạng của chúng ta nó cũng được sạch làm sạch luôn. Làm sạch luôn quý vị ạ. Yeah. Đó là một cái phát minh, một cái rất là hay. Và đặc biệt đây là một cái loại thuốc quý mà cha đang làm chủ đạo trong cái công việc mà điều trị cho hỗ trợ bệnh nhân ung thư đấy quý vị. Thì anh bị như vậy đó, thì bây giờ thì anh đã cảm thấy là nó khỏe hơn nhiều chưa? Dạ, khỏe đó. Dạ, khỏe bình thường lại. Anh có muốn chia sẻ điều gì với tất cả những bệnh nhân đang điều trị ở đây không ạ? Chia sẻ gì thêm không ạ? Dạ, thì nói chung là cũng chia sẻ lại cô chú ở đây là cố gắng làm sao đó mà giữ cái phác đồ của cha đưa ra. Đó, đừng có ăn sai. Là chắc chắn là sẽ hết, sẽ khỏe. Lúc ban đầu anh ăn cháo nano thì anh cảm thấy nó khó lắm không? Nói chung trong tuần đầu thì nó hơi mệt xíu. Dạ. 10 ngày quen đúng không? 10 ngày cái quen là thấy được đó. Không à, 10 ngày quen. Nhẹ bụng lắm. Dạ. Đó. Thì anh em muốn nói điều gì với cha và các thầy không? Muốn gửi gắm điều gì không? Tất nhiên là phải cảm ơn cha với các thầy ở đây rất là yêu thương, giúp đỡ trong cái thời gian qua 3 tháng trời. Chữa bệnh mà không lấy tiền gì hết. Cũng coi như là rất là mang ơn cha với các thầy ở đây. Xin muốn gặp cha để cảm ơn cha. Thì ngày 9 tháng 9 sắp tới, chính cha là cái người sẽ trao tận tay cho anh cái chứng nhận rằng là anh đã lành tính. Thì ngày hôm đó anh có thể tỏ bày cái tình cảm của mình với cha nha. Thì đây là một người cũng là một nhân chứng cho cái phác đồ điều trị của cha, một nhân chứng sống. Thì quý vị nếu Dũng nói rồi, tin không tin thì quý vị thôi. Nhưng mà ở đây cha vẫn chữa, vẫn hỗ trợ cho bệnh nhân, những người bệnh nhân đang mắc bệnh ung thư mà có mong muốn, có nguyện vọng về cha điều trị. Thì nếu có ai đó muốn nhờ anh chia sẻ thêm thì anh có sẵn sàng chia sẻ không? Dạ, sẵn sàng. Anh có thể chia sẻ cái số điện thoại trên cho mọi người được biết là để cho họ có niềm tin hơn. Có những người họ điền cho anh để họ hỏi thăm về đấy, thì anh có thể chia sẻ số điện thoại của anh được không ạ? Em ở phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0918501867. Thảo. Anh Thảo. Đây quý vị, Xuân Dục cũng xin nhắc lại với mọi người, anh Thảo mà khi mà đến đây thì phải có chẩn đoán là ung thư hoặc là u ác tính, và cái chẩn đoán mà ra viện á thì cũng phải là chẩn đoán phải lành tính và hoặc là hết dấu ấn ung thư đã thì mới là hết bệnh, chứ không phải là cha và các thầy đây là quyết định quý vị nhé. Rất cha phải nhờ một đơn vị trung gian để làm cái việc là chứng minh cho bệnh nhân này hết bệnh hay không. Đó. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện cùng Xuân Dũng. Chúc anh và gia đình được an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn hơn nữa trong cuộc sống nhé. Cảm ơn Xuân Dũng. Cảm ơn anh. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Xin chúc mừng chào quý cô chú anh chị, quý vị khán giả, quý nhà hảo tâm đang theo dõi trên kênh Tin Nóng Tự Nhiên thân mến. Dạ vâng, ngày hôm nay sáng 30 tháng 8 2023, Xuân Dũng đang có mặt tại phòng chẩn trị y học cổ truyền yêu thương cho không của cha Tường tại địa chỉ số 94 ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Và hôm nay Xuân Dũng đang ngồi kế bên em có tên là Nguyễn Đức Tú ở tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những bệnh nhân về điều trị ở tại phòng khám của cha Tường. Và em là cũng là một trong 13 bệnh nhân mà ngày 9 tháng 9 sắp tới được cha làm cái lễ công bố chúc mừng vì đã lành tính với cái khối u ác tính của mình. Một lần nữa xin thay mặt cha Tường và phòng khám xin được chúc mừng em ha. Rồi. Thì thưa quý vị, được sự chỉ đạo của cha Tường thì hôm nay Xuân Dũng sẽ trò chuyện cùng với tất cả những bệnh nhân mà sắp tới được ra viện đó quý vị. Với cái xem thử rằng là với những cái bệnh nhân này họ còn có thắc mắc gì nữa hay không, và họ có những thay đổi tiến triển gì trong quá trình điều trị ở đây, có gặp khó khăn gì hay không đó quý vị.
Và một điều rất quan trọng nữa, đây là những nhân chứng sống, những nhân chứng mà đang là rất là hiệu quả trong cái phác đồ điều trị của Cha Tường với phương pháp là ăn cháo nano và uống trà tháo dược. Vậy một cái khối u ác tính như em Đức Tú ở đây bị ung thư thùy giáp phải. Thùy giáp phải là bên đây đúng không? Dạ đúng rồi, đây. Thùy giáp phải ở đây. Dạ. Thì bây giờ đã lành tính rồi. Thì cho anh chia sẻ với Đức, hỏi với Đức thế này, Đức có thể chia sẻ là khi mà em đến đây là cái tình trạng của bệnh của em á, ở cái cổ của mình á, thì nó như thế nào? Thì em thì thấy bình thường, nhưng mà cũng một cái dịp tình cờ là mình đi khám tổng quát định kỳ. Thì bình thường á là người ta không có khám ở cổ. Thế thì khi mà đi khám y dược thì lần này lại khám ở cổ. Thế thì họ sẽ thấy một có một cái nhân. Thì họ mới đề nghị là mình đi chọc tinh khiết xem là nó ác hay là nó lành. Đúng rồi. Thế thì khi mà chọc xong thì ngày hôm sau thì người ta bảo là nó không có tốt, thì người ta đề nghị là đi mổ đi. Thì em mới hỏi là cái mổ này thì nó có bị làm sao, có bị chết không? Thì người ta bảo là không sao, cái này là phương pháp duy nhất trên toàn thế giới, đó là cắt và sống được 50 năm nữa không sao hết. Nên là khi mà cắt thì đối với em là cái dao kéo vô là nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe, nhiều khi nó lại di căn nữa. Nên là Cha Tường thì em đã theo dõi từ lâu rồi, mà thấy là cái phương pháp Cha Tường trị ung thư, thế là gọi điện cho anh Xuân Dũng rồi gửi cái giấy tờ đó, cái giấy tờ khám bệnh đó. Vợ em xong cũng gửi cho cha nữa, thì cũng rất là hay là gửi cho cha, cái cha bắt máy cha gọi cha nói là mai xuống liền đi. Thì trước giờ là em chưa thấy ai mà nhiệt tình như cha, có nghĩa là gửi xong khách là gọi là kêu xuống liền. Thì em thấy là có một cái năng lượng rất là tốt ở chỗ cha. Thì em xuống liền ngày hôm sau là hẹn 7 giờ, cái khoảng hơn 7 giờ là em tới liền. Đó. Và khi mà xuống đây nó có một cái điều rất là hay, đó là uống trà thảo dược và ăn cháo nano. Thì khi được các thầy chia sẻ là về cái cách ăn như vậy thì nó sẽ bỏ đói cái tế bào ung thư. Và cái tính kiềm nó sẽ giúp cho cái acid và những cái thực phẩm mà động vật á trong người của mình nó sẽ bị mất đi. Và cái con ung thư đó chính là cái con mà có môi trường acid nó mới sống được, tế bào ung thư. Đúng rồi. Đó thì có cái kiềm ấy thì bỏ đói nó dần dần cái là nó sẽ mạnh lên và nó sẽ diệt luôn cái tế bào ung thư. Và em rất là tin cha. Và em thực hiện đúng như cái phác đồ của cha là hàng ngày là chỉ uống thảo dược và ăn cái cháo nano đấy thôi. Đó. Ha. Cảm ơn sự chia sẻ của Đức Tú. Vâng, thưa các nhà, Đức Tú nhập viện vào ngày 21 tháng 6 2023. Tính thời điểm bây giờ là hơn 3 tháng. Dạ không, hơn 1 tháng thôi ạ. 21 tháng 6 mà. Không, hay con lộn, 21 tháng 7 đấy anh. 21 tháng 7 ha. Ồ, vậy là cái có hơn một tháng là khỏi rồi. Là hồ sơ đưa ấy 21 tháng, ở đây là 21 tháng 6, vậy là em nhập viện là 21 tháng 7. Dạ đúng, một tháng là em đi xét nghiệm luôn, đi xét nghiệm là nó qua lành tính luôn và tất cả các chỉ số máu là nó rất đẹp luôn, tức là không còn dấu ấn ung thư nữa. Và trước đó nó còn bị gọi là acid trong máu rất là cao. Và thêm cái nữa là cholesterol nó trong máu rất là cao, bởi vì em ăn thịt nó nhiều. Nên là các chỉ số đấy thì bác sĩ nó là hết hoàn toàn. Đó. Là cái đấy rất là hay. Tất cả những cái chỉ số về trong cái máu của mình nó đều về cái ngưỡng là ngưỡng bình thường hết đúng không? Dạ rất là đẹp. Mà trước đó là em rất là cao. Dạ đúng rồi. Vậy hả? Nếu như vậy là trong vòng một tháng như vậy thì vừa rồi em đi siêu âm lại thì cái đó còn không? Khi mà siêu âm lại thì nó giảm đi, có nghĩa là 3 phần nó giảm đi, 2 phần còn 1 phần. Nhưng mà có nghĩa là chỉ còn cái viền mờ thôi. Có nghĩa là bác sĩ cũng hỏi là mình đã từng đi khám mà chữa trị ở đâu chưa, thì em cũng nói là mình cũng đi chữa bằng phương pháp bằng thuốc nam thôi. Nhưng mà nó hết thì thấy nó rất là kỳ diệu. Cụ thể là em chia sẻ cụ thể luôn đi. Trước đó thì cái khối u á, cái nhân mà khối u ở trong cái thùy giáp phải của mình á là nó bao nhiêu mm? Trước đó là ghi là 5x8 mm. 5x8. Dạ. Còn bây giờ? Bây giờ là 5x3. 5x3. Dạ. Mà cái viền nó mờ lại. Nó chỉ còn cái viền thôi. Cái viền thôi. Vậy hả? Dạ. Đó thì và đặc biệt nữa thì tại vì mới trong vòng một tháng thì khối u nó đã giảm được nhiều như vậy rồi. Mà đặc biệt nữa thì cái chỉ số máu và chứng tỏ rằng là vô ung thư, tức là của em đã về lành tính, không còn là ác tính nữa. Cái điều đó mới là quan trọng. Tại vì hiện tại bây giờ rất nhiều người
tuy có sống chung với khối u có thể hàng chục năm, có thể đến chết cũng sao, tại vì đó là u lành. Và chúng ta làm sao biến cái u lành, u ác trở thành u lành, đến u ác trở thành u lành, và chúng ta sống chung với nó không sao gì hết. Nó giống như một cái bộ phận trong cơ thể thôi, nó cứ, giống như một cái khối tế bào lành tính trong cơ thể thì nó ảnh hưởng gì. Nhưng mà chúng ta tiếp tục ăn thức ăn động vật hoặc ăn sai uống sai thì cái tế bào trong cái khối u lành tính đó nó trở thành ác tính và nó trở thành ung thư. Thì đây là một cái điều mà khoa học nói chứ không phải Xuân Dũng nói. Xuân Dũng đang nói dựa trên khoa học. Em Đức Tú thì trong lúc quá trình điều trị như vậy đó thì anh thấy hình như em không những được ăn uống mà em còn được bó thuốc nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Bó thuốc nữa. Dạ. Thì khi mà bó thuốc như vậy em có cảm thấy như thế nào? Dạ không, em không cảm thấy như thế nào hết. Dạ, nhưng mà em được thầy Thanh nói một câu rất là hay nữa là anh cứ tích cực bỏ đi thì nó hết rất nhanh. Nên là em rất là tích cực bỏ và em cũng để đến tối khuya lúc nào đi ngủ thì càng lâu càng tốt phải không? Đúng rồi. Thế thì em thấy là đúng là hiệu quả. Tới khi mà khám xong rồi mà lành tính rồi mà nó cái nhân đấy nó còn nhỏ lại rồi nhưng mà thầy nói vẫn nên bó để cho nó mất luôn. Đó nên là em vẫn tích cực để em bó. Thì thầy nói có điều kiện thì cứ ở đây, lúc nào thầy làm lễ cho về thì mới về, còn không cứ ở đây để bó. Đúng rồi. Nên là em rất là mừng là cứ ở đây là được thầy bó, thầy chăm sóc thì em cũng thấy là khi mà em khỏi em thấy các thầy cũng rất là mừng, nên em thấy mình gọi đi mình được yêu thương á. Nên là mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Dạ. Và em cảm thấy như thế nào khi mà em lựa chọn là quyết định là không mổ, không phẫu thuật mà lựa chọn về cha? Thì em cảm thấy cái lựa chọn của mình có sáng suốt không? Dạ, thì em trước khi em trả lời em nói một xíu là khi mà em tới là em gặp thầy Thanh trước thì thầy Thanh cho em hai lựa chọn. Thứ nhất là về anh cắt đi xong rồi anh xuống đây, hoặc là cắt đi rồi anh khỏi xuống cũng được. Còn lựa chọn thứ hai là anh phải cam kết là phải giữ phác đồ và sau này có khỏi hay không khỏi gì anh cũng không có được ý kiến. Nhưng mà em đã tin rồi thì em chọn ngay cái phương án là không có cắt. Đấy, thế thì khi mà tới bây giờ thì em thấy là thực sự hiệu quả. Thế thì khi mà em khỏi như thế này thì thật sự là em cũng biết rất là nhiều người bị ung thư mà người ta chỉ có tin y học thôi. Đó, cái y học phương Tây thôi. Nhưng mà qua cái chữa của cha rất là đơn giản như thế này thì em thấy là nó đúng như các cái sách mà em đọc. Đó là cái khả năng tự chữa lành của ung thư. Đúng rồi. Đó. Thế thì bằng các cái ăn, các cái thảo dược, các cái chất mà chất kiềm á, các cái chất mà nó dễ tiêu hóa đó, mà nó không sinh axit đó, thì cái đấy thì chắc chắn là từ giờ về sau thì em cũng sẽ bỏ các động vật và em chỉ có ăn thực vật thôi để cho cái cơ thể của em khỏe. Và cái điều tuyệt vời nữa là trước giờ em rất là khó giảm cân, mà tới bây giờ em giảm được tới 7kg và em cảm thấy người mình nó khỏe hơn. Thì khi mà chạy bộ em không còn mệt nữa thì em thấy là cái cơ thể của em nó đang biến đổi. Và cái da mặt ấy, của mình ấy, nó cũng sẽ đẹp hơn bởi vì chắc là mình uống nước nhiều với ăn rau nhiều. Đó. Nên là chính xác là không có cái gì mà khó hết. Mà cái dễ nhất của cha đó là ăn cái nano, cái chéo nano đó và uống cái thảo dược thì nó rất là đơn giản và cái công hiệu. Thì các anh chị mà khỏi như thế cũng chia sẻ với em là không ai nghĩ là cái phương pháp chữa bệnh nó đơn giản như vậy mà nó còn khỏi được. Đó thì em rất là mừng và em tin là khi mà em khỏi thì em sẽ đi giao cho nhiều người biết. Và cái phương pháp này là cái phương pháp rất là tốt và mọi người nên theo cha để mà giữ lại sự sống cho mình. Và quan trọng nhất là mình có được cái sức khỏe. Đó, mình không bị đau đớn bởi ung thư. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Những chia sẻ rất là chân tình của Đức Tú, quý vị. Chân tình, và đây cũng là một nhân chứng trong cái phác đồ điều trị của cha. Chúng ta hãy tin vào phác đồ này, tại vì phác đồ này không mang cho chúng ta đau đớn mà mang lại cho chúng ta được niềm vui, niềm hạnh phúc nhiều hơn. Không biết là Đức Tú đã có gia đình chưa? Dạ em có rồi, em có một vợ hai con rồi. Một vợ hai con rồi. Dạ. Chắc chắn rằng là khi mà sau một thời gian điều trị như thế này về chắc là gia đình sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều đúng không? Các con sẽ rất là vui. Đó, đúng không ạ? Công việc trước đây của em là làm gì? Em thì em làm bên xây dựng ạ. Xây dựng ha. Xây dựng đôi khi là cũng phải là ăn nhậu rồi bia rượu cũng nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Và đặc biệt là khi mà ăn nhậu như vậy mà không ăn thức ăn động vật là không được. Dạ. Đấy thì nó cũng phải là một cái thay đổi lớn á, là mình phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. Đó. Với cả cái khi mà cái nghề của em nó có một cái hay nữa là hay xây nhà cho những người lớn tuổi mà hay bị bệnh á. Nên là cái này em tin là khi mà em khỏi như thế này thì em cũng sẽ giúp cho nhiều người được khỏe mạnh, đặc biệt là những cô chú lớn tuổi là dễ bị bệnh nhất. Chia sẻ một chút xíu. Em làm xây dựng như vậy thì em làm những công trình như thế nào? Em làm là chủ thầu hay là em làm công cho người ta? Dạ thì công ty em là
chuyên xây nhà trọn gói, có nghĩa là xây các cái căn nhà mà ở các tỉnh miền Tây, miền Nam của mình luôn. Vậy hả? Dạ. Yeah. Vậy thì biệt sẵn đây. Các cái căn nhà. Ok, yeah. Sẵn đây thì em có thể chia sẻ số điện thoại của em. Biết đâu là rất là nhiều mình thường quân ở trên kênh của Xuân Dũng nè. Hoặc là những người khác muốn liên hệ với em để hợp đồng làm nhà, đúng không? Rồi có thể là ở chùa chiền hoặc là những nhà thờ nào đó họ cần liên hệ với em để làm những cái gì đó. Thì em có thể chia sẻ số điện thoại của em lên. Thứ nhất là có hai việc. Một là ai cần liên hệ công việc thì liên hệ với Đức Tú. Hai nữa là ai cần tìm hiểu về đây là nhân chứng này, nhân chứng trong phác đồ của cha. Ai không tin thì cứ gọi vào Đức Tú hỏi xem phải như vậy không. Đức Tú có thể cung cấp cho người ta qua Zalo là cái giấy ra viện, giấy đầu vào của em là như thế nào và giấy điều ra như thế nào cho người ta biết. Đây là một cái để mình là chia sẻ rộng rãi cho người ta biết rằng là phác đồ điều trị của cha rất hiệu quả, đúng không? Em có thể chia sẻ số điện thoại của em. Giờ em chia sẻ một xíu, có nghĩa là điều em bất ngờ nhất khi mà xuống đây á. Mới đầu là em luôn nghĩ là cha nói là xuống đây là không có tốn gì hết đấy, ăn cha nuôi chỉ có kiếm chỗ ở thôi. Cái đấy làm cho em rất bất ngờ, nói trước giờ không có ai đi làm từ thiện mà cho không vậy á. Mà tự nhiên cái nuôi giống như là đãi gà rừng mà cứ nuôi cho người ta ăn vậy á, mà không có lấy đồng nào. Thì thấy là bất ngờ là chỉ có cha mới làm được điều đấy thôi. Mà khi mà em đề nghị nó để con phụ thêm tiền cha, nó nói là ở đây bệnh nhân á là cha không lấy tiền của bệnh nhân, nên là đừng có nghĩ tới cái chuyện mà đưa tiền cho cha hoặc là đưa tiền cho thầy. Thì cái đấy làm cho em cũng rất là bất ngờ. Và tiếp theo thì cái công việc xây dựng của em á, thì nó liên quan tới cái việc xây nhà cho người ta đó. Thì khi mà cái việc xây nhà đó thì em cũng suy nghĩ là mình cũng mang lại cho người ta cái sức khỏe thôi, xây những cái ngôi nhà mà nó thoáng mát, làm sao cho người ta ở trong đấy người ta không có bị ngột ngạt và nó không có ẩm thấp mà sinh ra những cái bệnh tật. Thì đấy cũng là cái tiêu chí của em là xây nhà hiện đại. Thì cái số điện thoại của em là 0909 311 244. Thì em cũng có một cái kênh YouTube xây nhà trọn gói, thì nó cũng rất là nhiều lượt follow. Đó là kênh là xây nhà trọn gói, xây dựng Laco đó. Đó, thì cái kênh đấy thì mọi người cứ lên mọi người coi. Thì nó cũng rất là nhiều cái thông tin về xây dựng giúp ích cho mọi người. Vậy là Xuân Dũng phải là xúc ra liền. Xuân Dũng phải là xúc ra liền với cái kênh này. Đó. Thì em ở trong cái lĩnh vực xây dựng thôi, thì em biết những gì thì em cũng chia sẻ cho mọi người có được những cái giá trị khi mà mình ở trong cái ngôi nhà nó có những cái sức khỏe đấy. Nên cái vấn đề sức khỏe là cái vấn đề em cũng quan tâm hàng đầu á. Xây dựng Laco á, mình bấm em bấm dùm anh. Vâng, thưa quý vị, bệnh nhân đến đây với cha với tấm lòng yêu thương cho không, ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho không là của cha Tường. Đấy, chữa hết bệnh rồi mà còn được gì nữa, còn khi mà ra viện còn được sự động viên của Mạnh Thường Quân và Xuân Dũng nữa, hỗ trợ cho một cái như vậy là 1 triệu đồng nữa. Dũng xin nhắc lại, không có chỗ nào như ở đây. Đố quý vị đi chỗ nào mà được yêu thương cho không rồi về viện được chúc mừng, được làm lễ công bố, được mời người nhà đến để tham dự ha. Rồi còn được tặng thêm tiền mang về nữa. Đúng là không có chỗ nào như ở chỗ Cha Tường, đúng cả nhà. Kênh của em Đức Tú xây nhà toàn, xây nhà toàn gói Laco được 55.000 lượt follow rồi. 55.000 follow rồi, subscribe rồi. Đấy thì chúng ta có thể vào trong này xem ha. Xuân Dũng đăng ký luôn. Ok, em có chia sẻ rất là nhiều thông tin về xây nhà. Đó thì đấy, vậy thì đến đây này, không những là chữa được hết bệnh nè, chữa được hết bệnh mà còn được là PR cho cái công việc của mình nữa. Cảm ơn anh cũng đúng. Rồi một lần nữa xin chúc mừng Đức Tú ha. Chúc mừng em. Rồi chúc em luôn luôn giữ sức khỏe, giữ theo phác đồ của cha. Và cống hiến hơn nữa cho bà con ha. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn cha rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Dạ vâng, thưa các nhà thân mến, ngồi kế Xuân Dũng đây đó là chú Huỳnh Bửu Long, 70 tuổi, bị ung thư gan. Là một trong 13 ca chuẩn bị được làm lễ công bố chúc mừng lành tính với căn bệnh ung thư của mình vào ngày 9 tháng 9 sắp tới, quý vị. Và thưa chú, được sự chỉ đạo của cha Tường thì hôm nay con muốn có một cuộc trò chuyện ngắn với chú để hỏi xem chú tình hình sức khỏe như thế nào và chú cảm giác như thế nào khi mà nghe tin rằng là mình đã hết bệnh ung thư và trở cái u gan của chú trở thành là lành tính rồi. Chú cảm thấy sao ạ? Cảm thấy mừng. Tại vì lúc trước là mổ rồi, cắt một phần cái gan rồi. Dạ. Rồi cái bị lại hai lần phải đi tu si. Dạ. Tự nhiên nó đi khám định kỳ cái phát hiện ra phải tu si hai lần. Dạ.
Thành ra cái đợt này xuống đây cho tường á. Dạ. Rồi để trị cho nó tuyệt gốc luôn. Dạ. Thành ra lành tính rồi cha tường cho về. Dạ. Mà cha tường cho về nhưng mà chú đã muốn về chứ? Hả? Chú muốn về chứ? Thì lành rồi thì mình về. Về mình cứ ăn theo cái phác đồ của cha tường nói ra cho mình ăn theo vậy thôi. Dạ. À dạ. Thì cháu muốn hỏi chú là chú bị căn bệnh ung cá gan này nè, ung thư gan này là khi nào ạ? Bao lâu rồi? Năm 2018. Năm 2018. Năm 2018. Dạ. Chú đã từng đi điều trị bằng Tây hay là Đông y? Tây y. Tây y. Tự vì dạ. Lúc đó là nhập viện vô gia đình là đi chụp CT ra là bác sĩ nó bị u gan rồi chú phải mổ thôi. Dạ. Thành dạ. ra hỏi bác sĩ hỏi mổ được, nói mổ được. Dạ. Thì mình mổ luôn. Dạ. Cho anh hỏi chú Long là thường những người bị ca gan như vậy á thì cái da của họ thường hay mà chuyển cái màu vàng, thì không biết là lúc đó chú có bị như vậy không? Mắt vàng. Mắt vàng. Mắt vàng mà dạ. sụt kg. Dạ. Sụt 10 kg á. Mắt vàng sụt 10 kg. Mình đi khám thì nó mới vô CT nó mới lòi ra là bị u gan. Dạ. Chứ đâu có biết, mà nó không có đau gì hết, mình vẫn đi làm bình thường không gì hết, à, không phát hiện ra. Con nói chú là riêng ở trong các bộ phận cơ thể thì gan nó không có cái tế bào thần kinh, tức là không có dây thần kinh ở đó, cho nên là những người bị phát bệnh ung thư gan nó không có cảm giác đau. Dạ, nó không có những cảm giác đau. À, cho nên là với như ai mà ung thư phổi, ung thư thần hoặc là ung thư chỗ khác á, hầu lưỡi nó còn đau, nhưng mà riêng với ung thư gan đó quý vị, riêng với ung thư gan thì nó không có bao đau, cho nên khi mà chúng ta khám phát hiện ra thì đều phần lớn là muộn. Do đó Xuân Dũng cũng muốn khuyên với mọi người, chúng ta nếu có điều kiện nên đi khám sức khỏe tổng quát tầm soát ung thư, nếu có điều kiện thì 6 tháng một lần, còn không nữa thì cố gắng 1 năm một lần. Đó, rất nhiều người đến đây là ung thư gan giai đoạn cuối và đã di căn. À, cho nên là Dũng khuyên với tất cả mọi người như vậy. Bản thân Dũng là cứ 6 tháng một lần đi khám tầm soát ung thư. Cho dù Dũng cũng đang là một người mà đang là ăn theo cái phác đồ của cha, cho dù mình không bị bệnh, nhưng mà để Dũng muốn nói cho người khác, cho nên Dũng cũng đang là với cái đồ ăn kiêng, chế độ ăn chay, ăn theo phác đồ của cha, uống nước kiềm. Và Dũng đã chuẩn bị cái sức khỏe của Dũng từ cách đây từ 5-6 năm về trước, khi mà Dũng đã làm việc với cha rồi. Đấy, thì con nói với chú rằng là gan nó không đau đâu, nó không đau. Đúng rồi, như chỗ khác nó còn đau, mình còn phát hiện được. Gan khi nào nó bị di căn qua chỗ khác là nó đau chỗ khác. Dạ, yeah. Chứ ở gan là không đau. Bị sụt ký rồi à? Sụt ký. Thì bây giờ là, bây giờ chú đã lên ký lại chưa? Giờ thì lên ký lại rồi. Lên ký được mấy ký rồi chú? Mình thấy khỏe rồi. Dạ, yeah. Chú lên được mấy ký rồi? Lấy lại lúc trước là, bây giờ lấy lại là cũng 8-9 ký rồi đó. Ủa, sụt 7 ký mà lên là 8-9 ký luôn hả? Sụt lên 8-9 ký. Dạ, ủa, vậy là con thấy chú cũng có thịt dữ lắm này nè. Thì cũng khỏe lại rồi. Khỏe lại. Dạ. Thì mong là về cho hết hẳn luôn, chứ để mỗi lần mà đi tô si á, dạ, tốn tiền lắm, rồi dạ, vô chổng mệt mỏi lắm. Dạ. Vô bệnh viện á. Một ngày là chú ăn được mấy lít cháo nano ạ? Khoảng 3 lít với hơn nữa. 3 lít với hơn. Mình ăn nhiều lần. Dạ. Một lần ăn không nổi. Thì ý đúng rồi, một lần nổi, một lần ăn lít thôi, hoặc là ăn gần lần lít thôi. Uống nước này kia. Dạ. Dạ, vậy là quá tốt rồi. 70 tuổi mà chú ăn được như vậy là con cháu cũng mừng. Và nói thiệt với cả nhà chứ nhiều người mà nói cứ nói thế này. Thấy mà bố mẹ với ông bà mà ăn được như vậy họ mừng lắm, tại vì ăn được vậy không bao giờ chết. Ăn được không bao giờ chết, nói thiệt. Mà ăn đúng nha, chứ còn như ăn bầy là mệt á, phải ăn đúng. Mà cố gắng là ăn như thế nào đúng thì về đây có cha và các thầy đã hướng dẫn ăn thế nào cho đúng. Để muốn hết bệnh, để muốn lành bệnh thì chúng ta phải biết ăn đúng bằng cách là bỏ đói tế bào ung thư nhưng không bỏ đói mình. Đó là ăn đúng quý vị. Chứ còn mà chúng ta mà không ăn mà không bỏ đói tế bào ung thư là chưa phải là ăn đúng. Mà muốn bỏ đói tế bào ung thư trước hết là phải uống nước kiềm và không ăn thức ăn động vật. Đó là cái cách mà cha đang muốn cho các bệnh nhân và những người hết bệnh rồi về nhà cũng phải vậy. Không muốn tái phát nữa thì phải triệt để như vậy. Thì mới sao? Sức khỏe của chúng ta mới được mạnh khỏe và sống lâu hơn. Chú về đây cũng khá lâu đúng chú? Cũng lâu rồi. Dạ, chú về đây cũng khá lâu ha. Dạ. Như mùng 10 tháng 6. Dạ đúng rồi, đúng. Mùng 10 tháng 6. Dạ. Về đây nếu mà tới ngày 9 đây là đúng 2 tháng.
Ủa, vậy là mùng 10 tháng 7 hả? Tháng, tháng 7. À, mùng 10 tháng 7. Tháng 7. Dạ. Yeah. Mùng 10 tháng 7. Tháng 7. À, 2 tháng. Dạ. Yeah. Theo chú thì 2 tháng thì nó lâu hay là nhanh? Theo chú hả? Dạ. Yeah. Thì thấy nó cũng hơi lâu á. Hơi lâu hả? Từ giờ đó mình cũng ít đi xa nhà lắm. Dạ. Chỉ có cái này xuống cha tường là ở đây là phải 2 tháng luôn. Dạ. Yeah. À, cái cảm giác đó hầu như ai cũng nghĩ như vậy quý vị. À, 2 tháng 3 tháng thì mình có cảm giác là nó với cái cơ thể của mình, à, với cái về ở xa nhà về ai cũng cảm giác lâu hết. Nhưng với những người mà đang không được đến đây điều trị mà họ đang ở chỗ khác, họ muốn về đây lắm. Họ nói bây giờ 1 năm họ cũng về nữa. Tại vì 2 tháng là nó quá nhanh, quá nhanh, không ai nghĩ rằng một cái khối u ác tính mà nó về liền tính trong vòng 2 tháng. Và không những quá nhanh mà còn nhiều người không tin điều này nữa, không tin điều này sự thật. Đó, nhưng mà với chú đây, có lẽ chú cũng lớn tuổi rồi, à, không bao giờ chú chia sẻ mà nó không đúng sự thật đúng chú. Vừa rồi chú đi khám thì bác sĩ nói sao? Đi khám bác sĩ nó nói là tốt, nó lành tính, về có đưa cho chú Thanh rồi coi, dạ, để bác Tiến rồi coi là nói là của chú tốt rồi, dạ, không có gì đâu. Dạ, cảm ơn chú. Và Dũng chia sẻ với cái nhà như thế này này, à, cha Tường làm rất là khoa học và rất nghiêm chỉnh và rất bài bản. Đầu vào ác tính thì đầu ra phải chứng minh là lành tính đã mới nói chuyện được với thế giới, mới nói chuyện với được các cơ quan chức năng, chứ không lẽ gì mà tự nhiên là đùng đùng mà tự nhiên công bố là ông này hết bệnh ung thư, không có vậy đâu. Rất có cơ sở dựa trên những thông số và những cái kết quả đó cha mới công bố, vì cha là một cái công trình này là một công trình khoa học, không thể công bố một cách khơi khơi nó bằng miệng được, tất cả đều có bằng chứng minh chứng hết. Minh chứng là con người đây, là cái người đây, người đang sống và người thật việc thực. Bằng chứng là từ những cái giấy tờ bệnh án đầu vào và đầu ra. Đó. Làm việc cha cứu người không những là cha dự tính mà cứu người trong tỉnh Trà Vinh, không ở miền Nam, ở trong nước chúng ta, mà cha còn muốn cái phác đồ của cha còn được giúp đỡ cho những bà con Việt Kiều ở nước ngoài và những người ngoài quốc nữa quý vị. Dạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến cha Tường với một công trình nghiên cứu rất là vĩ đại, một công trình nghiên cứu khoa học rất vĩ đại. Chân thành cảm ơn đến các thầy, các y bác sĩ lương y của phòng chẩn trị y học cổ truyền yêu thương cho không của cha Tường, cảm ơn rất nhiều. Và đặc biệt cũng chân thành cảm ơn đến quý nhà hảo tâm Bệnh Thường Quân đã đồng hành cùng với cha Tường, cùng với Xuân Dũng và các bệnh nhân để có ngày hôm nay. Thì cái sự đồng hành của quý vị, của nhà hảo tâm Bệnh Thường Quân cũng rất là lớn, niềm động viên của quý vị là một cái niềm động lực rất là lớn cho cha Tường cũng như các lương y, các thầy ở đây và cũng như các bệnh nhân nữa. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Xuân Dũng xin được kết thúc video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ. Con chúc mừng bác. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời.